Điều em thích nhất khi tới Việt Nam là gì? Em đã gặp được anh Sáng và được anh hướng dẫn sử dụng VO3 trên Canva Pro. Sắm ngay Canva Pro để tạo video VEO3 miễn phí. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn một tính năng siêu hot ở trên Canva Pro. Đó chính là tạo video AI với công nghệ Google VEO3 hoàn toàn miễn phí ở trên Canva Pro. Và quan trọng là nó cũng không cần phải fake IP sang Mỹ. Cách sử dụng vô cùng là đơn giản. Nếu bạn đang muốn tạo ra những video chất lượng cao, có cả âm thanh, chuyển động mượt mà, cực kỳ nhanh chóng mà không cần phải biết dựng phim, thì đây chính là một bước đột phá dành cho bạn. Dành cho những bạn mà chưa biết gì về VEO3 thì VEO3 chính là công cụ tạo video AI mới nhất từ Google, có khả năng chuyển văn bản thành video siêu thực, chuyển động mượt mà, cảnh sắc ấn tượng và đặc biệt là có âm thanh đồng bộ với cả hình ảnh. Trước đây thì bạn có thể sử dụng những phần mềm dựng phim phức tạp hay là thuê ngoài, nhưng giờ chỉ với Canva Pro là có thể tạo ra được video quảng cáo rồi, hay là làm những cái video mạng xã hội hoặc là intro cho YouTube với chất lượng như phim hiện đại. Cái tính năng video clip trên màn hình này thì nó có khả năng là giúp cho bạn tạo ra được các cái video 8 giây kèm âm thanh chỉ với một prompt tiếng Anh. Rất là đơn giản và mọi thứ đều được thực hiện ngay trên giao diện của Canva. Bạn không cần phải chuyển qua chuyển lại nhiều nền tảng nữa. Và một điều tuyệt vời là bạn có thể là chỉnh sửa thêm hiệu ứng ngay trên Canva, chèn văn bản, thêm logo, rất tiện lợi cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân hay là sáng tạo nội dung. Và để sử dụng cái tính năng tạo video AI bằng Google VEO3 ở trên Canva Pro thì việc đầu tiên bạn cần phải chuẩn bị cho mình một tài khoản Canva. Nếu mà các bạn chưa có tài khoản Canva Pro thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại trên màn hình này 0837108188. Ok, liên hệ là Mr. Tuyết nhé. Và khi liên hệ với cái số điện thoại ở trên màn hình này thì các bạn sẽ được tặng miễn phí 20 ngày sử dụng Canva Pro để trải nghiệm Google VEO3 trên Canva hoàn toàn miễn phí. Rồi để sử dụng thì sau đó thì bạn sẽ bước số 1, các bạn sẽ truy cập cho mình vào canva.com nhé. Và truy cập vào canva.com như trên màn hình này. Bước số 2 là các bạn sẽ vào Canva AI, các bạn chọn cái tính năng là create a video clip. Rồi các bạn chọn nhé, create a video clip. Canva đây, ấn vào Canva AI này, chọn Create a Video Clip. À, có một lưu ý quan trọng là trước khi để nó hiện cái tính năng Create a Video Clip này thì bạn cần phải vào cái chỗ logo này này, chỗ avatar này. Chúng ta sẽ chọn cái phần ngôn ngữ nhá, ấn vào phần setting này, chọn ngôn ngữ. Phần này rất là quan trọng nếu mà chúng ta phải để ngôn ngữ tiếng Anh nhá. Chứ nếu mà chúng ta để tiếng Việt nó sẽ không có cái tính năng này hiện ra đâu. Đây bây giờ tôi sẽ thử nhá, tôi sẽ thử để tiếng Việt nhá. Các bạn sẽ xem nhá, khác biệt của nó. Các bạn sẽ thấy là giao diện của nó sẽ không có cái nút là create a video clip đúng không? Đấy, cho nên cho các bạn lưu ý là các bạn sẽ vào phần avatar góc dưới màn hình bên tay trái này. Các bạn ấn vào phần cài đặt, các bạn chuyển nó sang tiếng Anh nhá. Lưu ý là chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh, tôi chọn tiếng Anh. Đây, English nhá. US nhé. Rồi, bây giờ quay lại trang chủ này. Đó, các bạn đến Canva AI này. Đấy, các bạn bây giờ sẽ hiện ra nút Create a Video Clip không? À, bước số 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu là nhập câu lệnh. Và lưu ý ở đây là chúng ta sẽ nhập câu lệnh bằng tiếng Anh nhé. Nhưng một số câu lệnh bằng tiếng Việt nó không ra được đâu. Đây, ví dụ như tôi sẽ lập một câu lệnh nhé. Tôi tặng như video vừa rồi nhé. Đây, câu lệnh tôi vừa sử dụng này. Copy vào đây. Sau các bạn bấm vào nút Submit nhé. Phần này các bạn chọn là ấn vào Create a Video Clip này, đúng không? Sau đó bạn copy câu lệnh vào đây, ấn vào Submit. Chờ một lúc nó sẽ tạo video nhé. Chờ khoảng 1 đến 2 phút. Tôi sẽ load lại các bước ở đây nhé. Bước số 3 sẽ là nhập prompt bằng tiếng Anh. Mình nghĩ bằng tiếng Anh. Bước thứ tư chúng ta sử dụng nó chính là tạo video. Video ở đây bấm vào nút gì đấy ạ? Bằng nút Submit nhá. Bước số 5, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xem trước video. Phần này xem trước video để chỉnh sửa nếu cần. Chờ một lúc nhá. Cái bước cuối cùng đó chúng là chúng ta sẽ bấm vào nút tải về. Sau khi chúng ta xem mà nó ưng ý rồi, chúng ta sẽ bấm vào nút tải về. Ok, chúng ta cùng quay lại nhé. Chờ một chút thì nó sẽ ra thành phẩm. Đó, như vậy là có thành phẩm rồi. Các bạn xem thử nhé. Đúng video tôi tạo ra không? Đúng như ban đầu video. Điều em thích nhất khi tới Việt Nam là gì? Em đã gặp được anh Sáng và được anh hướng dẫn sử dụng VEO3 trên Canva Pro. Rất tuyệt vời mà chúng ta có thể ứng dụng VEO3 ở trên Canva để tạo ra những cái video quảng cáo hấp dẫn hay những cái video viral trên mạng xã hội, vô cùng là tiện lợi, rất là dễ dàng tạo ra những nội dung hấp dẫn mà rất là tiết kiệm thời gian. Và quan trọng là nó không cần có kỹ năng dựng phim. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy bấm like, subscribe và chia sẻ ý tưởng của bạn tạo video VEO3 trên Canva Pro nhé. Và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè để trải nghiệm công nghệ tạo video AI đỉnh cao mới nhất này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.